Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sơn liễu nha. Sơn liễu đọt đỏ nha anh chị cô chú. Cây này có hoành là hoành dưới gốc đây là chín nha. Còn bay ra từ đế đây ra tới đây là 55 nha. Em có để thấu keo anh chị cô chú soi giúp nha. Cây xương chì quá già luôn nha. Bay lắc lượng. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn.